Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Putin phá vỡ sự im lặng về vụ xâm nhập Kursk của Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Putin breaks silence on Ukraine's Kursk in Kherson. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chiều thứ Tư mùng 7 tháng 8, Putin đã phá vỡ sự im lặng về các cuộc tấn công bằng xe thiết giáp xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kursk ở miền Tây nước Nga, gọi hoạt động này là một sự khiêu khích quy mô lớn. Chúng ta phải bắt đầu với các sự kiện ở khu vực Kursk, ông nói tại cuộc họp Hội đồng Bảo an. Như các bạn đã biết, chế độ Kyiv đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác, bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả hỏa tiễn, vào các tòa nhà dân sự, khu dân cư và xe cứu thương. Các cuộc đụng độ dữ dội nổ ra ở Kursk, giáp ranh với khu vực Sumy phía đông bắc Ukraine, sau khi Ukraine triển khai quân đội và xe thiết giáp vào khu vực này hôm thứ Ba. Các nhóm dân quân người Nga chống Điện Cẩm Linh trước đây đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Belgorod của Nga. Tuy nhiên, lần này, quân Ukraine đóng vai chính. Putin và Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ các báo cáo cho rằng lực lượng của Kyiv đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong khu vực Kursk. Các cuộc không kích, lực lượng hỏa tiễn, pháo binh và phản ứng nhanh chóng của các đơn vị bảo vệ biên giới quốc gia ở khu vực Kursk đã ngăn chặn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Roman Starovoy, thống đốc khu vực Kursk của Nga cho biết 5 thường dân đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ ác liệt. Các quan chức cho biết cho đến nay hàng ngàn thường dân đã được di tản. Kênh Telegram Nga Riba do Mikhail Vinchuk, cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Nga thành lập, đưa tin lực lượng Kyiv đã tiến sâu đến 15 km trong ngày đầu tấn công, chiếm giữ các khu định cư Nikolaevo, Darino và Svelikovo. Nhiều blogger quân sự Nga đã đưa tin trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã chiếm giữ một số thị trấn, gọi tình hình là địa ngục trần gian và nói rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu. Chúng tôi biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tới Kursk. Chúng tôi biết rằng họ đang tập hợp lực lượng lại với nhau. Chúng tôi biết mọi thứ như thường lệ. Những người ở hiện trường đã báo cáo điều đó, nhưng cấp trên không làm gì cả. Blogger ủng hộ chiến tranh Anastasia Kasevarova nói trên Telegram. Kênh Telegram Korsai Ostin cho biết các kho tàng và thiết bị đang bị đốt phá ngay trên vùng đất của chúng ta và quân đội và bộ binh không tìm thấy ở đâu cả. Không có pháo binh, không có xe tăng. Có ai chuẩn bị cho việc này không? Blogger quân sự Rabreba chỉ trích mạnh mẽ sự coi thường hoàn toàn đối với tình trạng chiến tranh ở mặt thư khoa. Rabreba viết sẽ thuận tiện hơn cho Bộ trưởng Quốc phòng mới trong việc tính toán số tiền mà ông nội đã ăn trộm được hơn là đá những vị tướng bất tài. Từ ông nội, có lẽ là muốn ám chỉ Sergei Shoigu. Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, Putin cho biết ông sẽ gặp các thành viên của Bộ Quốc phòng, Lực lượng Biên phòng, Cơ quan An ninh Liên bang và Bộ Tổng tham mưu của ông để thảo luận về tình hình sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ liên hệ với Ukraine về các báo cáo về vụ xâm nhập khu vực Kursk. Mỹ hoàn toàn không được báo trước kế hoạch tấn công của Ukraine. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề US reaching out to Ukraine over reports to Kursk region incursion, White House says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các quan chức Mỹ đang liên hệ với những người đồng cấp Ukraine để hiểu rõ hơn một chút về tình hình ở khu vực Kursk của Nga, nơi các cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine hiện đang diễn ra. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Tư mùng 7 tháng 8, các quan chức Nga cho biết lực lượng Ukraine đã vượt biên giới vào khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8, dẫn đến các cuộc đụng độ trên đất Nga kéo dài cho đến nay. Putin mô tả vụ xâm nhập là một sự khiêu khích quy mô lớn.
trong khi tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố vào ngày 7 tháng 8 rằng các đơn vị dự bị đang được điều động để đối phó với quân Ukraine. Kyiv chưa bình luận về cuộc giao tranh trong khu vực. Các phương tiện truyền thông của gia tộc Sergei Shoigu cho biết, chỉ trong một ngày duy nhất, lực lượng Ukraine đã tiến sâu tới 15 km hoặc hơn 9 dặm vào khu vực Kursk. Họ tuyên bố thị trấn biên giới Sazha của Nga đã bị hỏa hoạn nặng nề nhất vào chiều thứ Tư, mùng 7 tháng 8. Một số đi xa đến mức cho rằng Andriy Belousov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, nên từ chức. Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, việc Nga gọi đây là một hành động khiêu khích là hơi quá đáng. Trong hơn 10 năm qua, Nga đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Tôi sẽ để người Ukraine nói về hoạt động của họ bằng cách này hay cách khác. Điều đó là phù hợp nhất, Kirby nói. Miller thừa nhận rằng Mỹ không biết về vụ xâm nhập trước khi nó xảy ra, nhưng nói không có gì lạ khi người Ukraine không thông báo cho chúng tôi về chiến thuật chính xác của họ trước khi thực hiện chúng. Đó là một cuộc chiến mà họ đang tiến hành. Kirby cho biết Washington không thay đổi chính sách cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để nhắm vào các mối đe dọa sắp xảy ra ngay bên kia biên giới. Miller nói rằng vụ xâm nhập không vi phạm chính sách của Hoa Kỳ. Khi Nga phát động cuộc tấn công tăng cường nhằm vào tỉnh Kharkiv vào tháng 5, một số quốc gia cho biết họ đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Mỹ đã cấp phép hạn chế cho Kyiv sử dụng một số loại vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu của Nga gần biên giới khu vực. Vùng Kursk nằm trên biên giới với tỉnh Sumy của Ukraine, nơi hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày kể từ khi quân đội Nga bị đẩy ra khỏi tỉnh và quay trở lại biên giới vào tháng 4 năm 2022. Trong ngày qua, quân đội Mặc Tư Khoa đã tăng cường hoạt động hàng không gần khu vực biên giới của tỉnh Sumy, thả khoảng 30 quả bom dẫn đường xuống các khu định cư. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong bản cập nhật mới nhất, chính quyền địa phương đã ra lệnh di tản bắt buộc hơn nữa các khu định cư ở biên giới. Điện Cẩm Linh muốn tấn công hạt nhân chính đất nước của mình để chặn đà tiến của quân Ukraine ở tỉnh Kursk. Hai ký giả Owen Leonard và Will Stewart của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề nhấn nút tự hủy. Ukraine cho biết tuyên truyền viên ủng hộ Putin nói rằng Điện Cẩm Linh muốn tấn công hạt nhân chính đất nước của mình khi Vladimir Putin quay cuồng trước cuộc tấn công chớp nhoáng vào Nga. Một nhà tuyên truyền của Putin đã đưa ra ý tưởng về việc Điện Cẩm Linh đánh bom hạt nhân lãnh thổ của mình sau khi lực lượng Ukraine mở cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga. Sergei Madan, tuyên truyền viên trên TV và là phát ngôn nhân bán chính thức của Vladimir Putin nói rằng, theo học thuyết chiến tranh hạt nhân của Nga, khi lãnh thổ Nga bị xâm phạm, bổn phận của chính quyền là đưa hỏa tiễn hạt nhân vào chương trình nghị sự. Diễn biến này xảy ra sau khi quân đội Kyiv phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk của Nga. Đó là cuộc tấn công chớp nhoáng lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Theo các quan sát viên Ukraine, hiện Madan đã thảo luận về việc thổi bay cuộc tấn công chưa từng có này vào quên lãng trong một chương trình trò chuyện gây sốc. Ông biện minh cho quan điểm của mình bằng cách lập luận rằng Kursk rất cốt lõi đối với các giá trị của Nga, đến mức chính quyền Nga không thể được phép để nó bị xâm lược. Ông nói, đối với tất cả các ý kiến đã được thảo luận trong hai năm qua về khả năng Nga tấn công hạt nhân, hậu quả có thể là gì, phản ứng của phương Tây có thể là gì. Chà, trong tình huống này, tôi tin chắc chắn rằng phản ứng sẽ là, tất nhiên mọi người sẽ hơi khó chịu. Nhưng nói chung họ sẽ nói ok, điều đó hợp lý. Những gì bạn đã mong đợi, cuộc chiến không chỉ diễn ra trên lãnh thổ Nga. Do đó, kịch bản sẽ là tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách sử dụng đầu đạn hạt nhân. Điều đó không còn là lý thuyết nữa và khó có cách nào khác hơn. Anton Yuriyevich Gerashenko, cố vấn chính thức hiện tại và cựu thứ trưởng của Bộ Nội vụ Ukraine, đã giải thích những câu trích dẫn này
như một lời kêu gọi tấn công hạt nhân chiến thuật vào các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Kursk. Tất nhiên, một cuộc tấn công hạt nhân sẽ gây ra hậu quả trên quy mô lớn, có khả năng gây nguy hiểm cho chính nước Nga. Nhưng Madan khẳng định Kursk quá quan trọng để bị Ukraine tấn công, và có vẻ như giải pháp của ông chỉ đơn giản là cho nổ tung nó. Madan nói, khu vực Kursk giống như một nước Nga, tôi thậm chí không biết phải so sánh nó với cái gì. Đó là cốt lõi lịch sử của người bản địa, cốt lõi của người Nga, và hiện tại đang có giao tranh ở đó. Hôm thứ Ba 6 tháng 8, một lực lượng đông đảo Ukraine được tăng cường bằng xe thiết giáp và máy bay đã tấn công vào tỉnh Kursk. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, quân Nga đã tấn công vào Kharkiv và một tuần sau đó đã tiến được 10 cây số trước khi bị quân Ukraine đẩy ngược trở lại biên giới. Điều đó được xem là một kỳ tích của người Nga. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, quân Ukraine đã tiến được đến 15 cây số. Tổng thống Vlad bực tức cho rằng đây là một hành động khiêu khích và đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan an ninh Mạc Tư Hòa. Một tuyên bố tại cuộc họp nội các của Putin cho biết, chế độ Kyiv đang tiến hành bắn bừa bãi từ nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả hỏa tiễn, vào các tòa nhà dân sự, nhà ở và xe cứu thương. Sau cuộc trò chuyện của tôi với thống đốc vùng Kursk, một số cơ quan dân sự đã được chỉ thị cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người dân trong khu vực. Tôi cũng yêu cầu chính phủ giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Theo truyền thông Ukraine, 40 lính Nga đã đầu hàng ở Kursk, kèm theo hình ảnh cho thấy một nhóm binh sĩ lớn xếp hàng dọc một con đường. Hôm thứ Tư 7 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng có 300 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 22 cơ giới tham gia cuộc tấn công vào tỉnh Kursk. Hôm thứ Năm mùng 8 tháng 8, Tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết có tới 1.000 binh sĩ Ukraine được triển khai trong cuộc tấn công khu vực Kursk. Ông nói, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine với quân số lên tới 1.000 người đã tiến hành cuộc tấn công nhằm chiếm một phần lãnh thổ ở quận Sassinsky của vùng Kursk. Nga đang tăng cường quân tiếp viện, nhưng người ta biết rằng Ukraine đang kiểm soát trạm đo khí đốt Sesha quan trọng, được sử dụng làm trung chuyển khí đốt đến Âu Châu qua Ukraine. Điều này có khả năng mang lại cho Kyiv khả năng làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu hiện tại vẫn đang diễn ra bất chấp lệnh trừng phạt. Đoạn phim đăng về vụ tấn công lên mạng xã hội cho thấy các chiến đấu cơ Ukraine bay rất thấp, gầm rú thấp trên xa lộ, phá hủy máy bay trực thăng của Nga và đốt cháy xe tải. Một đoạn clip khác được cho thấy những người lính Nga bị giam giữ đi thành hàng và được hộ tống bởi những người lính Ukraine của họ. Ukraine tuyên bố rằng Nga hiện không còn khả năng kiểm soát biên giới. Các nhà bình luận quân sự Nga theo đường lối cứng rắn ủng hộ chiến tranh đã chỉ trích Bộ Chỉ huy cao cấp trong quân đội và Bộ Quốc phòng Nga vì đã không chống lại được người Ukraine. Một người dân giận dữ ở Sasha Farnam, đội quân được ca tụng của chúng ta đâu rồi? Phòng không ở đâu? Chúng ta không có gì ở đó cả. Không rõ liệu người Ukraine có lo ngại rằng Nga sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân như lời tuyên truyền viên Madan nói trên TV hay không. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Năm 8 tháng 8, phát ngôn nhân Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Đại úy Aliona Liutnitska cho biết lệnh di tản bắt buộc đã được công bố đối với 23 khu định cư và 5 Romradis, tức là một làng hoặc một nhóm làng ở Ukraine gần biên giới Nga. Khoảng 6.000 người, trong đó có 425 trẻ em, đã được đưa đi di tản. Liên hiệp Âu Châu ủng hộ cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga. Ukraine có quyền hợp pháp để tự vệ. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine has legal right to defend itself, EU says on incursions in Russia's Kursk Oblast.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trong bình luận liên quan đến các trận chiến đang diễn ra ở tỉnh Kursk của Nga, phát ngôn nhân của Ủy ban Âu Châu Peter Stano cho biết vào ngày 7 tháng 8 rằng Ukraine có quyền hợp pháp để tự vệ, bao gồm cả việc tấn công kẻ xâm lược trên lãnh thổ của địa phương. Liên hiệp Âu Châu tiếp tục ủng hộ đầy đủ quyền hợp pháp của Ukraine trong việc phòng thủ trước sự xâm lược của Nga, cũng như những nỗ lực của nước này nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Lực lượng Ukraine đã vượt biên giới vào tỉnh Kursk vào ngày 6 tháng 8, dẫn đến các cuộc đụng độ trên đất Nga được Putin mô tả là một hành động khiêu khích quy mô lớn. Kyiv chưa bình luận về cuộc giao tranh trong khu vực. Các kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga tuyên bố rằng giao tranh đang diễn ra ở các thị trấn Sersa và Korenevo trong khu vực, đồng thời cho biết quân đội Nga đã rút lui khỏi trạm đo khí Sersa, nơi vận chuyển khí đốt đến Âu Châu qua Ukraine. Quân Ukraine có lẽ không có ý định chiếm cứ lâu dài, đã đốt phá các khí tài chiến tranh của Nga và các kho chứa vũ khí và nhiên liệu. Tỉnh Kursk có chung đường biên giới dài 245 km với tỉnh Sumy của Ukraine, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày của Nga kể từ khi giải phóng một phần lãnh thổ của mình vào tháng 4 năm 2022. Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công được báo cáo ở tỉnh Kursk, Sumy cũng phải đối mặt với sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết chiến đấu cơ của Nga đã thả khoảng 30 quả bom dẫn đường xuống các thị trấn trong khu vực trong ngày qua. Thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Kursk của Nga cho biết tình hình vẫn rất khó khăn. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Governor declares state of emergency in Russia's Kursk Oblast, says situation remains very difficult. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Roman Starovoy, thống đốc khu vực Kursk của Nga cho biết tình hình ở tỉnh Kursk của Nga vẫn rất khó khăn trong bối cảnh các trận chiến đang diễn ra trong khu vực. Starovoy nói thêm rằng ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh này nhằm loại bỏ hậu quả của việc lực lượng địch tiến vào khu vực. Lực lượng Ukraine đã vượt biên giới vào tỉnh Kursk vào ngày 6 tháng 8, dẫn đến các cuộc đụng độ trên đất Nga được Putin mô tả là một hành động khiêu khích quy mô lớn. Kyiv chưa bình luận về cuộc giao tranh trong khu vực. Truyền thông Nga đưa tin hàng ngàn người đã được di tản trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ở tỉnh này. Trước đó cùng ngày, thị trưởng Suza Vitali Slashko cho biết tình hình trong thị trấn rất căng thẳng. Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, nói với Putin qua video rằng binh sĩ Ukraine đang cố chiếm giữ lãnh thổ quận Suzansky. Các lực lượng Nga đang được điều động từ Ukraine trở về Nga để cứu ứng theo yêu cầu của thống đốc Starovoy. Hình ảnh vệ tinh do Radio Free Europe, Radio Liberty, RFERL thu được cho thấy các doanh trại quân đội quanh Suzda bị thiệt hại đáng kể tính đến sáng thứ Năm mùng 8 tháng 8. Các đơn vị Nga trú đóng trong tỉnh Kursk không phải là đối thủ của quân Ukraine. Họ liên tục lùi dần, bỏ lại nhiều khí tài chiến tranh. Thêm một cựu quan chức quốc phòng Nga bị bắt vì tội tham nhũng. Hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8, Trung tướng Igor Krasnov, Tổng công tố Nga cho biết Vladimir Demchik, cựu cục trưởng Cục Tài sản thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã bị bắt vì tội tham nhũng. Demchik bị nghi ngờ nhận hối lộ 4 triệu rúp hay 46.900 Mỹ Kim vào năm 2017 từ ban giám đốc của một tổ chức thương mại muốn giành được hợp đồng với chính phủ. Kể từ tháng 4, một số quan chức quân sự cao cấp của Nga đã bị bắt vì các tội danh từ hối lộ đến lạm dụng quyền lực sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov bị bắt giam. Giữa tháng 5, Putin cũng cắt chức đồng minh lâu năm Sergei Shoigu khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Shoigu được thay thế bởi cựu Phó Thủ tướng thứ nhất Andriy Belousov. Tình báo quân đội Ukraine, gọi tắt là HUA, gần đây cũng báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ các thủ tục tố tụng hình sự về tội hối lộ trong quân đội Nga. Theo HUA, chỉ riêng tại quân khu phía nam của lực lượng vũ trang Nga, số vụ án hình sự được mở trong 5 tháng đầu năm 2024 do bắt giam trái phép để buộc nạn nhân phải hối lộ đã tăng gấp 3 lần. Gần một nửa số thủ tục tố tụng này
đang được điều tra tại Tập đoàn Quân Vũ khí Tổng hợp số 8, là đơn vị được triển khai ở Ukraine. Ukraine triển khai hệ thống phòng thủ mới để ngăn chặn bầy đàn máy bay điều khiển từ xa. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine deploys new defense system to fort drone swarms. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine đang tích cực triển khai các hệ thống Skynex do Đức tài trợ cho mạng lưới phòng không của mình. Đoạn phim mới cho thấy điều đó. Khi Kyiv chiến đấu với các loạt máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn dai dẳng của Nga, Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykolai Olechuk đã chia sẻ đoạn phim, cho thấy các phi công Ukraine bắn hỏa tiễn phóng từ trên không, bao gồm cả hỏa tiễn hành trình tầm xa do phương Tây cung cấp. Đoạn phim cũng cho thấy một số hệ thống trên mặt đất đang hoạt động. Các tài khoản tình báo nguồn mở và phương tiện truyền thông Ukraine đã xác định được một phần của hệ thống phòng không Skynex từ đoạn phim. Số liệu do chính phủ Đức công bố cho thấy Berlin đã chuyển giao hai hệ thống Skynex cùng với đạn dược cho Ukraine. Theo nhà sản xuất hệ thống này, Rheinmetall, hệ thống phòng không Skynex đầu tiên đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine vào năm 2023. Chính phủ Đức cho biết hệ thống thứ hai đã đến vào cuối tháng 4. Skynex là hệ thống phòng không tầm ngắn. Rheinmetall mô tả hệ thống này đặc biệt phù hợp với các bối cảnh tầm ngắn mà hỏa tiễn dẫn đường không hiệu quả. Ukraine từ lâu đã vận động hành lang để mua các hệ thống phòng không từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, được coi là tiêu chuẩn vàng về phòng không khi nước này phải đối mặt với các chiến dịch ném bom hạng nặng của Nga. Lực lượng phòng không đóng vai trò quan trọng trong các gói viện trợ được công bố gần đây dành cho Ukraine. Các hệ thống lớn như Patriot có thể đánh chặn hỏa tiễn được mô tả là siêu thanh, trong khi Ukraine cũng vận hành các hệ thống phòng không nhỏ hơn thường được sử dụng để tiêu diệt máy bay điều khiển từ xa, chẳng hạn như hệ thống phòng không cầm tay hoặc súng cỡ nòng lớn. Flak Panzer Gepard do Đức cung cấp là loại pháo phòng không tự hành gắn trên khung xe tăng đã được ca ngợi vì hiệu quả hoạt động ở Ukraine. Phạm vi của các hệ thống được thiết kế để cung cấp phạm vi bảo hiểm chống lại một loạt các mối đe dọa khác nhau đang đến. Nga liên tục tấn công Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa, trong khi Kyiv cảnh báo rằng họ sắp hết hỏa tiễn phòng không để tiêu diệt các mục tiêu đang lao tới. Cuối tuần qua, tướng Olechuk cho biết, đối phương tấn công chúng tôi bằng bom và hỏa tiễn suốt ngày đêm, tiến hành trinh sát trên không và tấn công chúng tôi bằng máy bay điều khiển từ xa tấn công mỗi đêm. Skynex đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại các đàn máy bay điều khiển từ xa nhờ loại đạn có hiệu quả tấn công và hủy diệt nâng cao gọi tắt là AHEAD. Guy McCardle, biên tập viên của tờ báo cáo lực lượng hoạt động đặc biệt, nói với Newsweek vào tháng Giêng. Rheinmetall cho biết, loại đạn AHEAD 35 ly được bắn trong Skynex rẻ hơn đáng kể so với các hệ thống dựa trên hỏa tiễn dẫn đường tương đương và không thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp tác chiến điện tử sau khi nó được bắn. Mặc dù nhìn chung di chuyển chậm nhưng máy bay điều khiển từ xa có thể khó bị phát hiện và có thể áp đảo hệ thống phòng không được trang bị hỏa tiễn đánh chặn đắt tiền khi số lượng lớn hội tụ để tấn công một điểm. Uzi Rubin, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin Sadat, trước đây đã nói với Newsweek, bầy đàn là một phương pháp rất tinh vi để tấn công một mục tiêu cụ thể. Tướng Olechuk cho biết, lực lượng không quân của Kyiv đã phá hủy hàng ngàn hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa kể từ tháng 2 năm 2022, cũng như hàng trăm máy bay. Các phi công Ukraine đã thực hiện hơn 20.000 phi vụ chiến đấu, hầu hết đều liên quan đến việc sử dụng hệ thống phòng không. Tướng Olechuk nói, trong chừng mực có thể, họ tiêu diệt tài sản trên không của đối phương, tấn công đối phương từ trên không và duy trì khả năng phòng thủ trên mặt đất. Zelensky tuyên bố Ukraine phóng nhiều máy bay điều khiển từ xa hơn Nga trong tháng 7. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối ngày 6 tháng 8 rằng lực lượng Ukraine đã phóng nhiều máy bay điều khiển từ xa hơn quân đội Nga trong tháng 7.
Trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Ukraine và Nga đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ máy bay điều khiển từ xa, cách mạng hóa chiến tranh. Đối với lực lượng đông hơn của Ukraine, máy bay điều khiển từ xa là một trong những vũ khí quan trọng để tấn công các tàu chiến, căn cứ hải quân, nhà máy lọc dầu và phi trường của Nga bên trong các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và sâu phía sau phòng tuyến của Nga. Xét về mặt này, lực lượng quốc phòng và an ninh Ukraine đã giành được lợi thế. Và vào tháng 7, binh lính của chúng ta đã sử dụng nhiều máy bay điều khiển từ xa hơn quân xâm lược. Đây sẽ là một xu hướng ổn định ở tuyến đầu đối với tất cả các loại máy bay điều khiển từ xa mà các đơn vị của chúng tôi có. Tổng thống Zelensky nói, theo Tổng thống, bằng cách trở thành quốc gia đi đầu trong việc phát triển máy bay điều khiển từ xa, Kyiv có thể trở thành nhà cung cấp an ninh cho các quốc gia khác. Ông cho biết, 1 triệu máy bay điều khiển từ xa đã được ký hợp đồng với các nhà sản xuất Ukraine đến năm 2024. Chúng tôi hiện không tiết lộ tất cả các chi tiết, nhưng năng lực sản xuất máy bay điều khiển từ xa của chúng ta không ngừng tăng lên và chúng tôi đang làm việc không chỉ với nguồn tài trợ của nhà nước, mà còn với các đối tác để đầu tư vào sản xuất máy bay điều khiển từ xa của chúng tôi. Tổng thống Zelensky nói thêm, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Hanna Hrvatia cho biết, Kyiv có năng lực sản xuất hơn 3 triệu máy bay điều khiển từ xa mỗi năm, nhưng cần nguồn tài chính từ các đối tác nước ngoài. Phó Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Vadim Sukharevsky cho biết vào tháng 7 rằng, trong nửa đầu năm 2024, binh sĩ Ukraine đã nhận được số lượng máy bay điều khiển từ xa nhiều gấp 6 lần so với năm ngoái. Quan chức Bộ Nội vụ Macedonia bị bắt vì làm giả hàng loạt đồng xu 2 euro. Một quan chức chính phủ từ Bắc Macedonia đã bị bắt vì bị cáo buộc làm giả hàng triệu đồng xu 2 euro. Cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh Âu Châu tuyên bố hôm thứ Tư ngày 7 tháng 8. Europol cho biết, trong một tuyên bố, một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của chính quyền Macedonia và Kosovo được thực hiện với sự hỗ trợ của cơ quan Europol, đã phát hiện ra hoạt động giả mạo rõ ràng và dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm 34 tuổi ở Pristina. Europol cho biết, người đàn ông này là nhân viên của Bộ Nội vụ Bắc Macedonia, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền cũng đã thu giữ máy sản xuất tiền giả, hàng ngàn đồng 2 euro, nhẫn và các thứ hàng giả khác tại nhiều địa điểm ở Bắc Macedonia. Eurojust, cơ quan hợp tác tư pháp hình sự của Liên hiệp Âu Châu cho biết, trong một tuyên bố rằng người đàn ông này bị nghi ngờ sản xuất khoảng 2 triệu đồng xu 2 euro giả, sắp được lưu hành vào nền kinh tế Kosovo. Theo các nhà chức trách, Kosovo đang phải đối mặt với nạn dịch tiền giả trị giá hàng triệu euro. Quốc gia này không phải là thành viên của khu vực đồng euro, liên minh tiền tệ của Liên hiệp Âu Châu, nhưng đã sử dụng đồng euro làm tiền tệ vào năm 2002. Đài truyền hình nhà nước Nga cho rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã có ở Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Tactical Nuclear Weapons Already There in Ukraine, Russian State TV. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một vị khách trên đài truyền hình nhà nước Nga nói rằng ông tin rằng Ukraine đã nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ phương Tây. Gợi ý không có bằng chứng đã được Alexei Mokhin, nhà lãnh đạo Trung tâm Thông tin Chính trị, một tổ chức tư vấn ủng hộ Điện Cẩm Linh, đưa ra trên kênh truyền hình nhà nước Russia One. Ông cho biết, ông tin rằng việc chuyển giao các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine là điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vận động từ lâu, cho thấy rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được chuyển đến đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Không có bằng chứng nào cho thấy người Ukraine đã được phương Tây gửi vũ khí hạt nhân. Tổng thống Zelensky hôm Chủ nhật xác định việc đưa F-16 tới đất nước của ông sau hơn 2 năm tham gia cuộc chiến do Putin phát động. Trước hết, F-16 đã có mặt ở đó và tôi chắc chắn rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã có mặt ở đó. Thật không may, thực tế cho thấy rằng khi họ công bố điều gì đó thì nó đã xảy ra cách đây vài tháng.
Mokhin, trang điều tra Agence Vol của Nga đưa tin hôm thứ Ba. Ukraine đã không có vũ khí hạt nhân kể từ khi nước này từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ Nga và Mỹ, như một phần của bản ghi nhớ Budapest. Mặc dù vậy, các phương tiện truyền thông và quan chức ủng hộ Điện Cẩm Linh đã nhiều lần đưa tin về vũ khí hạt nhân kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Một khách mời khác trong chương trình, Konstantin Zatulin, một thành viên của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền ở nước này, không đồng tình với Mokhin. Tôi nghĩ nói như thế sẽ có thể có vấn đề, vì chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ coi sự xuất hiện của F-16 là một mối đe dọa hạt nhân, nhưng tôi chắc chắn rằng họ chắc chắn chưa vượt qua ngưỡng đó. Zatulin nói, Điện Cẩm Linh tuyên bố sẽ bắn hạ các chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine, đồng thời khẳng định rằng họ không tin rằng chúng sẽ lật ngược tình thế cuộc chiến. Trong khi đó, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân trong nhiều tuần và nói rằng họ làm như vậy vì bị kích động bởi những tuyên bố khiêu khích và lời đe dọa từ các nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 31 tháng 7 thông báo rằng họ đã khởi động giai đoạn thứ 3 của cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật bắt đầu vào tháng 5. Giai đoạn đầu tiên liên quan đến thử nghiệm thực tế việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược tại quân khu phía nam của đất nước và giai đoạn thứ 2 bắt đầu vào tháng 6 cùng với quân đội Belarus. Bộ Quốc phòng Nga cho biết giai đoạn thứ 3 trong cuộc tập trận của Putin liên quan đến các quân khu miền Nam và miền Trung của Nga nhằm mục đích chuẩn bị cho các đơn vị của lực lượng vũ trang Liên bang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu. Hội đồng Liên hiệp Âu Châu phê duyệt 4,6 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Hội đồng Liên hiệp Âu Châu vào ngày 6 tháng 8 đã phê duyệt bằng văn bản giải ngân 4,2 tỷ euro hay 4,6 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv như khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên theo cơ chế Ukraine. Quỹ Ukraine có thời hạn 4 năm, phân bổ 33 tỷ euro hay 36 tỷ Mỹ Kim cho các khoản vay và 17 tỷ euro hay 18 tỷ Mỹ Kim tiền tài trợ, với điều kiện chính phủ Ukraine thực hiện một số cải cách nhất định. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Mashenko cho biết, rất biết ơn Hội đồng Liên hiệp Âu Châu vì đã cho phép thanh toán thường xuyên lần đầu tiên trị giá 4,2 tỷ euro theo cơ chế Ukraine. Như vậy, hỗ trợ ngân sách cho Ukraine từ Liên hiệp Âu Châu vào năm 2024 sẽ đạt hơn 12 tỷ euro. Kyiv đã nhận được một số đợt cầu nối cấp vốn trước theo kế hoạch hỗ trợ vào đầu năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang phải trải qua những giờ khắc thử thách khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.